cháu xin chào nhà bảo trợ ạ. À, chào mừng nhà bảo trợ đến với Quan Sơn của chúng cháu. Xin chào nhà bảo trợ. Chào mừng nhà bảo trợ đã đến với Quan Sơn của chúng cháu. Tôi là Nhung, một tư vấn viên của chương trình vùng Quan Sơn. Sau khi được chương trình can thiệp và lồng ghép mô hình thăm hộ, câu lạc bộ dinh dưỡng, kiến thức của các bà mẹ được cải thiện một cách rõ rệt. Trước đây thì họ thường cho con ăn bổ sung rất sớm, 1 đến 2 tháng đã cho con ăn bổ sung và ăn không đủ 4 nhóm cất. Sau khi được tư vấn và truyền thông đến nay, các bà mẹ cho con bú ít nhất từ 5 đến 6 tháng và ăn đủ 4 nhóm chất. Hiện tại thì trong bản của chúng tôi chỉ cần có 4 trẻ dinh dưỡng. Cảm ơn Tầm Nhìn Thế Giới, cảm ơn nhà bảo trợ đã đến và mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng của chúng tôi. Cháu là Hà, cháu rất yêu gia đình của cháu. Trước đây khi bị điểm kém, cháu thường bị bố mẹ cáu gắt và to tiếng với cháu. Bố mẹ cháu không nghe cháu giải thích và chia sẻ của cháu. Nhưng từ khi cháu lên lớp 7, bố mẹ cháu không còn như vậy nữa. Bố mẹ cháu luôn cho cháu cơ hội để bày tỏ. Cháu biết mẹ cháu tham gia lớp sinh hoạt, kỷ luật tích cực và gia đình quản lý nên mọi việc trong gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Cháu yêu gia đình của cháu. Cháu yêu Tầm Nhìn Thế Giới và các nhà bảo trợ đã giúp đỡ cháu nhận được tình yêu thương trong chính gia đình của mình. Cháu tên là Thạch, 14 tuổi. Cháu là trưởng đồng của câu lạc bộ trẻ em. Khi chưa có câu lạc bộ trẻ em, chúng cháu được sinh hoạt hàng tháng rất ít. Nhưng từ khi có câu lạc bộ trẻ em, chúng cháu đã được sinh hoạt hàng tháng và được những kỹ năng và kiến thức bổ ích như kiến thức bảo vệ môi trường, kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Cháu cảm ơn Tầm Nhìn Thế Giới và nhà bảo trợ vì đã cho chúng cháu cơ hội được học vừa chơi ạ. Tôi là thành viên nhóm UPG tại bán. Từ khi được tham gia nhóm, tôi được tập huấn các kiến thức bổ ích về chăn trồng trọt, chăn nuôi, nuôi dạy con cái. Gần đây con bò đã được hỗ trợ, đã sinh ra một con bê giúp đỡ việc học cho các con và chỉ bệnh cho chồng hàng tháng. Cảm ơn Tầm Nhìn Thế Giới, cảm ơn nhà bảo trợ đã giúp đỡ gia đình tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cháu là Yến Nhi, 12 tuổi. Đây là con đường hàng ngày cháu đi học. Trước đây con đời rất nhiều ổ voi, ổ gà. Khi mưa thì trơn trượt, khi nắng thì bụi bặm, nên việc đến trường của chúng cháu cũng rất khó khăn. Từ khi có con đường mới do Tập Nhìn Thế Giới hỗ trợ, chúng cháu không còn sợ khi đi đường nữa và việc đến trường cũng nhanh hơn. Cháu và các bạn cảm ơn Tập Nhìn Thế Giới và các nhà bảo trợ ạ. Em tên là Phi, 12 tuổi. Bố em mất sớm, mẹ em làm giấy nuôi hai chị em ăn học. Gia đình rất khó khăn, nhà không có xe đạp nên đi bộ đến trường thỉnh thoảng lại đi học muộn. Từ khi có xe đạp mới em không còn đi học muộn nữa và có động lực để phấn đấu trong học tập hơn. Em cảm ơn Tầm Nhìn Thế Giới và nhà bảo trợ đã giúp đỡ em và các bạn có hoàn cảnh giống em được đến trường dễ dàng hơn. Xin chào nhà bảo trợ, tên tôi là Phận, chính chương trình của Quan Sơn. Trước đây cộng đồng tại Quan Sơn đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có tỷ lệ nghèo và tỷ lệ trẻ thu nhập rất là cao. Sau đó Tầm Nhìn Thế Giới đã phối hợp với các địa phương nâng cao nhận thức và thay đổi thực hành của người dân, từ đó tỷ lệ trẻ suy dưỡng giảm từ 35,64% xuống còn 11,5%, và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,69% xuống còn 8,14%. Chúng tôi cảm ơn nhà bảo trợ. Xin chào nhà bảo trợ, tôi là Nguyễn Thúc Thuận, đến chương trình của Quan Sơn. Thay mặt trẻ em và cộng đồng của Quan Sơn, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ của quý vị đối với sự thay đổi tích cực của trẻ em cộng đồng trong vòng năm vừa qua. Tôi hy vọng và khuyến khích quý vị tiếp tục bảo trợ cho trẻ em ở những vùng khó khăn khác.